Bị đồn là tình đầu khó phai của Lý Hùng, Mộng Vân giờ ra sao? Lý Hương, em gái Lý Hùng cho biết Mộng Vân là con sâu hụt của gia đình. Nhiều khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của Mộng Vân. Mộng Vân là người tình màn ảnh của Lý Hùng. Theo Lý Hương, em gái của Lý Hùng, Mộng Vân còn là con sâu hụt của gia đình. Lý Hương chia sẻ trên trang thanh niên. Mộng Vân là người tình đầu tiên của anh Hùng, mỗi tình đầu của cả hai lúc ấy chỉ mới 18-19 tuổi thôi, đẹp lắm, Mộng Vân sinh năm 1969, nổi tiếng vào thập niên 90 nhờ nhan sắc kiều xa quyến rũ cùng khả năng diễn xuất của mình. Cô tưởng đóng tình khúc sau tám, kiều nguyệt Nga, nước mắt học trò, bông hồng đẫm lệ. Sau một biên cố vào năm 1992, Mộng Vân ở ẩn. Mãi đến năm 2009, cô mới tái xuất màn ảnh với bộ phim Nghe Trà và Tây Sơn Hào Kiệt. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, bạn gái tin đồn của Lý Hùng một thời lui về ở ẩn. Mộng Vân kết hôn với một doanh nhân người Hồng Kông hơn cô 17 tuổi. Hai người có ba người con chung, hai trai và một gái. Năm 2017, Mộng Vân tiết lộ cô đã ly hôn và về Việt Nam sống hẳn. Mỹ nhân thập niên 90 tập trung kinh doanh về lĩnh vực bất động sản thi thoảng mới tham gia sự kiện. Mộng Vân vẫn thường xuyên gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết như Mỹ Uyên, Kim Khánh. Nữ diễn viên một mình nuôi ba con sau khi ly hôn, nay các con của cô đều đã trưởng thành. Mộng Vân hài lòng với cuộc sống yên bình hiện tại và sự trưởng thành của các con. Viana Huỳnh Vũ, con gái của Mộng Vân từng chia sẻ với mẹ rằng: "Dù phải vất vả nuôi nấng chúng tôi, mẹ luôn mạnh mẽ và cố gắng chu toàn mọi chuyện, đồng thời giữ vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Mẹ là hình mẫu và là nguồn cảm hứng để tôi phấn đấu hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn. Tôi yêu mẹ rất nhiều."